Kính chào quý anh chị nhà đầu tư, chào mừng chị đến kênh chứng khoán Hợi Phạm Stock. Thị trường ngày hôm nay tiếp tục kết thúc phiên với một trạng thái điều chỉnh. Mặc dù áp lực bán không lớn và cái mức độ giảm điểm của thị trường không quá mạnh, nhưng cũng có thể làm cho tài khoản nhiều nhà đầu tư chúng ta cầm phải những cái dòng cổ phiếu tiếp tục có một trạng thái là bị bào mòn. Bởi vì trong một cái bối cảnh thị trường đang phân hóa rõ rệt dòng tiền như hiện tại, việc anh chị em chúng ta cầm phải những cái dòng cổ phiếu thì nó càng yếu và nó sẽ có trạng thái là giảm giá liên tục. Ví dụ dòng cổ phiếu của đầu tư công hay vật liệu xây dựng, anh chị thấy được đoạn trước nó bật tăng rất là mạnh, nhưng hiện tại thì nó liên tục giảm giá và gần như những cái nhịp hồi phục rất là ít. Điển hình anh chị thấy được những con cổ phiếu như LCG, đoạn trước nó là một trong những con cổ phiếu dẫn dắt những ngành cổ phiếu của đầu tư công bật tăng, thì hiện tại anh chị thấy được là nó đã có 4 phiên giảm giá liên tiếp sau một cái phiên bull trap ngày 18/4. Hay là con cổ phiếu của HT1, dòng cổ phiếu xi măng chơi cũng bật tăng rất là tốt, thì hiện tại cũng đã có 4 phiên giảm giá liên tiếp và gần như không có những nhịp hồi. Hai con cổ phiếu của Nam Kim anh chị thấy được là cũng đã giảm giá 4 phiên liên tiếp. Thì chúng ta thấy được một điều, khi chị đã cầm phải những cái dòng cổ phiếu yếu rồi thì nó sẽ càng yếu, nó sẽ càng giảm giá. Nên khi mà anh chị cầm những cổ phiếu nó vi phạm vào cái tỷ lệ cắt lỗ của mình rồi, thì cái lời khuyên của em dành cho anh chàng chúng ta là nên xử lý khoản lỗ của mình thật là sớm khi nó vi phạm cái mức độ, khi nó vi phạm cái tỷ lệ cắt lỗ. Bởi vì khi mà chúng ta gồng lỗ quá lâu, đến một cái thời điểm cổ phiếu giảm sâu quá, anh chị không chịu được, anh chị bán ra, thì có thể chúng ta lại bán ngay ở cái vùng đáy cổ phiếu. Đó là lưu ý thứ nhất của em dành cho anh chị em chúng ta trong cái bối cảnh thị trường hiện tại. Tiếp theo, anh chị thấy được là hiện tại thị trường chúng ta nó đang giao dịch trong một cái biên độ rất là hẹp. Nên cái việc mà chúng ta kỳ vọng những cái khoản lợi nhuận khoảng 15-20%, đó là một điều rất là khó đối với bối cảnh thị trường hiện tại. Nên khi mà anh chị mua được những cái mã cổ phiếu đúng điểm rồi, khi hàng về chúng ta có những khoản lợi nhuận khoảng 7-10%, thì theo em đối với thị trường hiện tại chúng ta có thể chốt được rồi chị nhá. Anh chị có thể không chốt hết 100%, anh chị có thể chốt trước 50% và 50% còn lại anh chị em chúng ta có thể là giữ để quan sát thêm. Bởi vì việc mà chúng ta kỳ vọng quá là cao đối với thị trường hiện tại, có thể những cái khoản lãi của anh chị sẽ trở thành những cái khoản hòa vốn, hoặc nếu như chúng ta xui xẻo hơn, chúng ta có thể gặp phải tình trạng là bị thua lỗ ngược trở lại. Anh chị cứ để ý xem nhiều cổ phiếu anh chị nếu như mua đúng điểm có những khoản lãi, chúng ta để vài ba hôm sau có thể chúng ta sẽ trở thành một cái trạng thái là bị lỗ ngược. Đó là một điều rất là khó chịu nhá. Đấy là cái điều thứ hai mà em muốn gửi tới anh chị em chúng ta. Và bối cảnh như trường hiện tại thì chị thấy được, đối với cái trạng thái dòng tiền rất là yếu, thì xu hướng dòng tiền nó đang có cái việc dịch chuyển sang những cái nhóm ngành cổ phiếu yếu, ở những cái nhóm ngành cổ phiếu có tỷ trọng thấp, những cái cổ phiếu penny. Anh chị thấy được trong phiên giao dịch của ngày hôm nay thì có khá là nhiều các cổ phiếu penny có một trạng thái bật tăng trần. Ví dụ anh chị nhìn thấy được như con cổ phiếu của TCD ngày hôm nay có một trạng thái tăng trần, hay con cổ phiếu của BCG nó có một trạng thái là tăng trần, hay những con cổ phiếu như PSH đã có 3 phiên tăng trần liên tiếp, hay là con cổ phiếu của LS nó có một trạng thái là tăng trần của ngày hôm nay. Thì dòng tiền hiện tại đối với bối cảnh thị trường nó yếu thì nó sẽ dịch chuyển sang những cổ phiếu penny, bởi vì nó rất là dễ kéo anh chị nhá. Đấy, nhưng anh chị chúng ta có tham gia thì anh chị vẫn phải đảm bảo cho em là cái tỷ trọng anh chị tham gia. Đối với những cái cổ phiếu penny nó tăng cũng rất là sốc, nhưng nó giảm thì nó cũng giảm sẽ rất là sốc anh chị nhá. Nên chị tham gia chỉ nên tham gia một cái tỷ trọng vừa phải thôi, chúng ta đừng có all in hết tiền của mình vào những cái cổ phiếu penny, bởi vì nếu như không may nó giảm giá ngược trở lại, chúng ta có thể gặp phải những cái khoản thua lỗ rất là nhanh. Và anh chị vẫn phải chú ý xem đó cho cái điểm mua, chúng ta không phải là điểm nào chúng ta cũng thể mua được, không phải ngày mai chị nhảy máy chị mua tiếp, chúng ta cũng phải có những cái điểm mua đúng kỹ thuật thì chúng ta mới đảm bảo được cái hàng T cộng về, chúng ta mới đủ khả năng để xử lý. Chứ ngày mai chị hãy đu vào những con cổ phiếu như TCD, những con PSH, LS thì có thể chúng ta rất dễ đu đỉnh nhá. Anh chị chú ý cho em điều như vậy, chứ không phải là chúng ta cứ thấy cổ phiếu xanh tím mà chúng ta lại nhảy vào chúng ta đu bất chấp, và chúng ta khi hàng về thấy đỏ thấy xanh lơ chúng lại bán một cách bất chấp, thì chúng ta đang giao dịch theo cảm tính và chúng ta đang giao dịch một cách FOMO như vậy thì nó cũng không thực sự là hợp lý. Thì đó là những cái điều mà chúng ta đang nhìn nhận, đang nhận thấy ở trong cái bối cảnh thị trường hiện tại. Còn cái việc mua mới hiện tại ở các đại đa số các nhóm ngành thì theo bản thân em đánh giá nó sẽ rất là khó, và nó rất ít cổ phiếu cho chúng ta những cái điểm mua an toàn. Nên cho em chúng ta cũng cần phải lưu ý cái việc chúng ta mua mới, thì phần sau em sẽ chia sẻ chi tiết hơn với anh chị em chúng ta lý do vì sao chúng ta cần phải hạn chế mua mới đối với bối cảnh thị trường hiện tại, và khi nào anh chị em chúng ta có thể mua chị nhá. Thì bây giờ anh chị sẽ cùng nhau đánh giá chi tiết cái đồ thị kỹ thuật trước, chúng ta sẽ xác định được những cái kịch bản thị trường có thể diễn biến trong những phiên tiếp theo, và lý do vì sao chúng ta cần phải giao dịch với một cái trạng thái là cẩn trọng trong việc chúng ta mua mới chị nhá. Anh chị em chúng ta nhớ bỏ một chút thời gian ra để like video cũng như đăng ký kênh để ủng hộ cho những cái chia sẻ của em. Và anh chị em chúng ta nếu như muốn tham gia Zoom đồng hành của em để chúng ta chuẩn bị đón những con sóng tiếp theo, thì chị có thể tham gia với Zoom khách hàng của em tại công ty chứng khoán VPS hoặc là công ty chứng khoán TCBS.
anh chị quen giao dịch ở những công ty chứng khoán khác, thế chị có thể tham gia theo hình thức là dùng thu phí anh chị nhá. Anh chị vào sớm thì khi thị trường của chúng ta cân bằng xong, khi thị trường mà đi vào kịch bản tốt thì chúng ta sẽ lên tàu sớm nhất anh chị nhá. Chúng ta mua ở thời điểm sau chỉnh đầu tiên bao giờ nó sẽ là an toàn nhất, chứ chúng ta đợi lên cao chúng ta tham gia zoom có thể chúng ta lại tham gia muộn anh chị ạ. Còn về mặt điểm số thì chị có thể thấy được là ngày hôm nay thị trường của chúng ta nó có một trạng thái là giảm điểm tương đối nhẹ thôi, nó chỉ giảm 1,55 điểm, tương giảm 0,15%. Đi kèm với đó thì chúng ta thấy được đó là yếu tố thanh khoản. Thanh khoản ngày hôm nay thì chúng ta thấy được nó có một trạng thái là thấp hơn so với phiên giao dịch của ngày hôm trước là ngày hôm 21 tháng 4. Khi thị trường ngày hôm nay nó chỉ giao dịch đâu đó khoảng 451 triệu cổ phiếu, phiên giao dịch trước là khoảng 510 triệu cổ phiếu. Thì nó cho chúng ta thấy được một điều rất rõ ràng, đó chính là cái đà giảm giá ngày hôm nay nó đã có một sự suy yếu đi, và cái lực cung, lực bán ra thị trường chúng ta cũng đã bắt đầu giảm đi sau ở phiên giao dịch của ngày hôm nay. Thì đây là một cái biến động, đây là một cái diễn biến tương đối là tốt, nó đáp ứng được cái điều kiện cần của chúng ta, đó là thị trường nó cần phải có trạng thái là suy yếu cái đà giảm, cái thanh khoản bán ra nó phải thấp đi, thanh khoản nó phải thấp như ở đây, thì nó đang đặt cho chúng ta một cái điều kiện cần về cái trạng thái thị trường có thể hồi phục trở lại. Anh chị chú ý em nhé, nó chỉ đang đặt một cái điều kiện cần thôi, còn điều kiện đủ đó chính là thị trường của chúng ta vẫn phải cần một cái phiên xác nhận hồi phục mạnh mẽ hướng lên bên trên, để chúng ta có thể xác nhận được thị trường của chúng ta đang có những cái dấu hiệu đầu tiên cho việc cái nhịp điều chỉnh có thể kết thúc. Được chưa? Bây giờ thị trường có thể giảm, ngày mai có thể giảm vô thấp, có thể giảm vô thấp, nhưng nó chưa có một phiên xác nhận hướng lên bên trên cùng sự đồng thuận các nhóm ngành thì chúng ta cũng chưa thể chắc chắn được là thị trường đã chỉnh xong nhá. Anh chị ạ, đây là chỉ điều kiện cần thôi, chúng ta phải kết hợp hai thứ, đó chính là điều kiện cần và điều kiện đủ trước khi chúng ta có thể xem xét để tham gia trở lại thị trường. Nên cái phiên giao dịch của ngày mai, nên cái phiên giao dịch của ngày mai là một phiên giao dịch tương đối là quan trọng nhỉ? Đấy, tương đối là quan trọng. Theo em ngày mai là một cái phiên giao dịch nó sẽ xác định rõ cái xuống thị trường của chúng ta trong những cái phiên giao dịch tới rất là cao. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì thị trường hiện tại nó đã có hai phiên liên tiếp trong một trạng thái là đi ngang đây. Đấy, sau khi gãy đây là bắt đầu nó, chúng ta nhìn thấy được nó đang có trạng thái đi ngang, và nếu đi ngang quá lâu thì anh chị biết điều gì đúng không ạ? Đấy, thì nếu như chị nhá, nếu như ngày mai thị trường của chúng ta tiếp tục có một trạng thái là đi ngang với một cái trạng thái giao dịch vol thấp và trong cái biên độ biến động hẹp như ngày hôm nay, có thể sẽ tăng một điểm, có thể sẽ giảm một điểm, thì rất có khả năng thị trường chúng ta nó sẽ tiếp tục giảm giá ở trong những cái phiên dịch tiếp theo. Đấy, ngày mai rất là quan trọng như vậy, bởi vì ngày mai nó tiếp tục đi ngang thì rất có thể anh chị nhá. Đấy, ngày mai mà nó thị trường của chúng ta nó tiếp tục có một trạng thái đi ngang đây với một cái biến động rất là hẹp thôi, thì rất có thể thị trường của chúng ta nó sẽ có một trạng thái là giảm giá tiếp tục. À, rất có thể sẽ có một trạng thái giảm giá tiếp tục. Và nếu như ngày mai thị trường của chúng ta có một trạng thái đi ngang như vậy, thì cái hành động của anh chị em ta là ưu tiên cho em nhé, là nên đứng ngoài thị trường, nên đứng ngoài thị trường, hạn chế tham gia, đừng có mua anh chị ạ. Đấy, đừng có mua, bởi vì đại đa số các nhóm cổ phiếu trên thị trường hiện tại anh chị thấy được, để có những điểm mua nó sẽ rất là khó. Anh chị cứ check mà xem, anh chị sẽ thấy rất hiếm các nhóm ngành cổ phiếu có thể cho chúng ta những trạng thái mua. Đấy, thì ngày mai nếu thị trường của chúng ta có một trạng thái nó bị điều chỉnh như vậy, thì cái hành động của anh chị em cái trong một trạng thái biến động nhỏ với cái vốn thấp, đấy, thì anh chị em chúng ta cũng phải hết sức là cẩn thận nhá. Đấy, cũng phải hết sức là cẩn trọng, bởi vì có thể là thị trường của chúng ta nó sẽ có những cái trạng thái điều chỉnh tiếp theo. Đấy, hoặc trong phiên dịch của ngày mai thị trường của chúng ta nó sẽ giảm ngay nhá chị nhá, nó sẽ giảm mạnh ngay. Đó, sẽ giảm mạnh ngay một cây nữa, và có thể giảm ngay về vùng giá khoảng 1020 điểm đây. Đấy, đây kịch bản số 2. Thì nó có thể giống như ở đây chị này. Đấy, nó có thể giống như đây. Tức là thị trường của chúng ta nó sẽ thêm một cái cây giảm giá rất là mạnh để nó rũ bỏ lần cuối đối với nhà đầu tư chúng ta. Thì nếu như thị trường ngày mai nó giảm một cây mạnh như vậy, thì anh chị em chúng ta có nên bán, nên mua hay không? Tại vì em đang trao đổi với chị là nó có thể giống như cái cây giảm giá của ngày 26 tháng 12. À, thế thì anh chị em chúng ta bảo ngày mai nó giảm như vậy thì mình sẽ đu à? Ngày mai mình sẽ bắt đáy. Thì đó không phải lời khuyên của em chỉ đang hình dung là kịch bản có thể sẽ như vậy, được chưa? Thì có thể ngày mai sẽ giảm xuống như vậy, thì chúng ta tuyệt đối không được mua mới anh chị nhá, tuyệt đối không được mua, mà anh chị em chúng ta cần phải đợi cái gì ạ? Anh chị phải đợi cho em, đó chính là một cái phiên hồi phục ở đây, được chưa? Anh chị phải đợi cho em là một cái phiên thị trường của chúng ta nó có một trạng thái hồi phục như cái cây của ngày 27 tháng 12, tức là ngày mai có thể giảm, ok, không vấn đề. Nhưng cái phiên ngày hôm sau đó nó phải hồi phục lên bên trên, thì cái cây tham gia của chúng ta chính là cái cây hồi phục hướng lên ở đoạn phía sau nhá. Đấy là cái cây chúng ta sẽ tham gia,
chứ chúng ta sẽ không tham gia ở cái kênh ngày mai nếu như giảm mạnh đấy. Thì có thể kịch bản ngày mai thị trường của chúng ta nó sẽ giảm mạnh ngay, được chưa? Nó có thể giảm mạnh ngay đấy để nó rũ bỏ nhà đầu tư tiếp tục đấy, nó rũ bỏ nhịp cuối này thì có thể thị trường chúng ta sẽ hồi phục thực sự, bởi vì nó sẽ rơi về một cái vùng hỗ trợ đây theo bản thân em nhé, làm cái vùng hỗ trợ tương đối là tốt của thị trường chúng ta đấy, tương đối tốt, bởi vì trước đây chúng ta thấy được là thị trường nó rơi về đây thì cái lực cung ra trong cái quá trình test thị trường chúng ta nó cũng khá là thấp đấy, thì em đang đánh giá là có thể nó sẽ làm cái vùng tương đối là tốt, nhưng anh chị vẫn phải đợi cho em, đó chính là gì, giảm không mua, đợi nó hướng lên bên trên giống như đây chị, dạ giống như đây đấy, thì anh chị em chúng ta mới tham gia đấy, thì biết đâu đấy ngày mai là có một cây giảm giá mạnh như đây, nó có những cây giảm giá mạnh như đây, nó có những cái giảm giá mạnh như ở đây thì làm sao đấy, thì chúng ta đợi cho em cái cây hướng lên ở đoạn phía sau thì chúng ta tham gia, đó là cái điều kiện mua bán rất đơn giản đúng không ạ, đợi cho em một cái cây như vậy được chưa. Đây là kịch bản số 2, thì kịch bản số 3 đó, kịch bản số 33 đó là gì, là thị trường của chúng ta ngày mai nó hồi phục ngay, thì đó là một điều rất là tuyệt vời đúng không ạ, ngày mai có thể thị trường chúng ta nó sẽ hồi phục ngay đó, nó sẽ hồi phục ngay lên bên trên, và nó nếu như ngày mai nó hồi phục lên bên trên và anh chị thấy được là các cái dòng trên thị trường nhá, tất cả các dòng thị trường nó đều có một trạng thái đồng phục đồng đồng loạt đấy. Đấy, đồng đồng thuận với nhau là rút chân hồi phục lên bên trên, các dòng cổ phiếu chúng ta thấy được một trạng thái bật tăng tốt thì anh chị em chúng ta có thể giải ngân được khoảng 3%, được chưa? Thì đấy là ba cái kịch bản em đưa cho anh chị em chúng ta, và từng cái hành động chúng ta nên làm đối với từng kịch bản đó, thì khi chị đã đưa ra từng kịch bản rồi, ngày mai đi vào kịch bản nào thì chúng ta biết được là chúng ta nên làm gì đúng không chị? Và nếu như ngày mai nhá, thị trường của chúng ta có một trạng thái là rút chân lên với sự đồng thuận của các nhóm ngành, thì anh chị em chúng ta có thể mở mua 30% và nên chọn những cái nhóm ngành cổ phiếu chẳng hạn như bất động sản, các nhóm ngành cổ phiếu của chứng khoán thì đánh giá là cũng khá là ok. Còn anh chị em chúng ta chọn những cái nhóm ngành cổ phiếu khác hiện tại nó chưa thực sự thu dòng tiền này, thì có thể cái biên lợi nhuận của anh chị em chúng ta sẽ không cao và có thể nó sẽ gặp phải những cái rủi ro không đáng có nếu như thị trường chúng ta có trạng thái test lại, bởi vì kiểu gì thị trường cũng sẽ có trạng thái test lại chị nhá, sau phiên hồi thứ nhất sẽ test trở lại. Thì nếu như chị mua được những cái cổ phiếu trong dòng cổ phiếu khỏe chẳng như dòng cổ phiếu của bất động sản hay chứng khoán thì nó test trở lại thì nó sẽ không test quá là sâu, nhưng nếu như chị mua phải những cái dòng cổ phiếu yếu có thể nó test lại nó thất bại, nó sẽ tiếp tục rơi, hoặc là nó có test lại thì nó có thể test lại rất là sâu và chúng ta sẽ có thể là không kiếm được những cái biên lợi nhuận quá là cao đấy, được chưa? Đấy là từng cái kịch bản và từng cái hành động mà em muốn chia sẻ với anh chị em ta một cách rất là chi tiết vào từng cái phương án chúng ta xử lý, được chưa? Anh chị phải nhớ cho em điều đó chị nhá. Nên đối với cái một cái bối cảnh thị trường hiện tại, cái phiên giao dịch của ngày mai là một cái phiên rất là quan trọng để xác định cái xuống của thị trường chúng ta. Do đó thì anh chị em chúng ta mà muốn tham gia thị trường hiện tại, nếu như chị đã là một nhà đầu tư theo trend nhé, bởi vì thị trường hiện tại chưa có trend đúng không ạ, anh chị có thể nhìn thấy được nó đang trong một cái trend xuống thì tất nhiên là nhà đầu tư theo trend, thì anh chị em chúng ta có thể chọn một cái phương án an toàn nhất, đó chính là anh chị em chúng ta đứng ngoài thị trường, đứng ngoài thị trường và chưa nên tham gia vội vào thị trường, đợi bao giờ có trend trở lại, đợi bao giờ có những cái phiên xác nhận thì anh chị có thể bắt đầu quay trở lại thị trường được. Còn anh chị mà muốn mua sớm đấy, muốn mua sớm, anh chị muốn bắt sớm thì anh chị chỉ nên tham gia tối đa khoảng 20 đến 30% tỷ trọng thôi. Chúng ta cũng không nên bắt quá là nhiều, bởi vì nếu như chúng ta bắt cổ phiếu quá là sớm thì có thể chúng ta gặp phải những rủi ro nếu như thị trường mà xấu nó sẽ giảm sâu, được chưa? Đấy, đấy là trường hợp cho anh chị chúng ta mà chấp nhận cái rủi ro cao. Bởi vì trong bối cảnh thị trường hiện tại thì em cũng chưa khuyến nghị anh chị em khách hàng mua, và từ đoạn trước đây ở đoạn bên trên này thì gần như là em cũng gần như không có khuyến nghị, chắc cũng phải hơn tuần rồi chị. Đấy, gần như là không khuyến nghị anh chị em khách hàng mua. Đấy, ngồi giữ tiền thôi, bởi vì anh chị thấy được là mua vào đa số cổ phiếu anh chị rất là hiếm cổ phiếu có thể giúp chúng ta kiếm được lợi nhuận đúng không ạ, rất là hiếm, một cái tỷ lệ cực kỳ thấp đấy, nên chúng ta phải tuân thủ cái xu hướng thị trường của chúng ta nó đang có xu hướng là nó đang giảm giá, nó chưa hồi phục thì chúng ta cũng phải tôn trọng thị trường, à mày đang hồi phục mày chưa, mày đang giảm giá mày chưa hồi phục thì tao sẽ đợi cho mày hồi phục đúng không ạ, thì tao mới tham gia đấy. Thì em cũng hy vọng ngày mai nó đi vào kịch bản số 3 mà em trao đổi với chị là hồi phục ngay giống như đây chị này, nó có hai phiên giảm giá như ở đây đúng không ạ, hồi phục ngay một cây đây thì cũng là một cái điều chúng ta rất là chờ mong, được chưa? Đấy, nó hồi phục lên bên trên nó chạm một cản đây có thể test trở lại thì chúng ta đợi quá trình test trở lại phía sau thôi, nó không vấn đề gì cả, nhưng em cũng đang rất là muốn thị trường của chúng ta ngày mai nó hồi phục để cho anh chị em chúng ta sẽ có những cái sự giải tỏa với tâm lý của mình, bởi vì thị trường nó giảm nhiều quá chắc chắn là chúng ta cũng gặp phải những sự chán nản với thị trường đúng không ạ, nhiều anh chị em chúng ta chắc là bán cổ phiếu của mình vào đợi nghỉ lễ rồi, thì đó cũng là cái điều mà nhiều anh chị đang hỏi là có nên bán cổ phiếu của mình để nghỉ lễ hay không. Thì trên cái quan điểm của em thì em nghĩ không nhất thiết là chúng ta phải bán cổ phiếu của mình để nghỉ lễ, nếu như anh chị em chúng ta đang cầm phải những cái cổ phiếu tốt, nếu như chị đang có những cái vị thế tốt, nó sẽ tùy vào cái cổ phiếu chị cầm. Theo quan điểm của em như vậy, nếu như chị đã mua được những cái cổ phiếu tốt trong cái cổ phiếu của chứng khoán hay bất động sản
ở những cái vùng giá hấp dẫn rồi thì chẳng có lý do gì chúng ta phải bán được, bởi vì kỳ nghỉ lễ đúng không ạ? Thế bây giờ anh chị bán đi đúng không ạ? Xong rồi đến gần cuối tuần thị trường nó kéo mạnh lên bên trên thì chúng ta làm nè, chúng ta nhảy vào, chúng ta đua, chúng ta mua lại đúng những cái cổ phiếu mà chúng ta đang bán ở những cái vùng vùng trước đây và bây giờ nó kéo lên cao hơn chúng ta lại mua. Thế thì chúng ta cũng phải gặp phải những rủi ro về những điểm mua không ạ? Nên đối với em, chúng ta có những vị thế tốt, có những điểm mua tốt, cầm cổ phiếu khỏe thì em nghĩ là anh chị em chúng ta nên bán. Còn anh chị em chúng ta mà đang cầm cổ phiếu yếu rồi, dòng tiền lớn thoát ra rồi thì có trước lễ là sau lễ thì nó giảm, nó vẫn sẽ giảm thôi, nên anh chị em chúng ta phải xử lý khoản lỗ thật là sớm. Nếu như anh chị cầm phải những cổ phiếu yếu nó vi phạm thì cái lỗ đấy anh chị em chúng ta sẽ nên xử lý. Còn em thì em thật sự với anh chị, em sẽ không quan tâm đến cái việc thị trường của chúng ta đang vào kỳ nghỉ lễ hay là gì cả, quan trọng là cái cổ phiếu anh chị mua nó có đạt điểm hay không, nó có vi phạm gì hay không. Nếu không thì mình giữ thôi, có vấn đề gì đâu, mình phải bán thôi anh chị. Bán xong anh chị đợi qua lễ chị mua đúng không ạ? Nếu chị đợi qua lễ thì chẳng may nó chẳng may thị trường của chúng ta nó kéo trước lễ làm sao, chẳng may đến giữa tuần này nó kéo hoặc là đến gần cuối tuần nó kéo thì chúng ta làm nào nhá. Nên chị chú cho em không cần phải bán đâu ạ, anh chị chúng ta cần phải lưu ý cho em. Và nếu như chị có tham gia mua sớm thì chị cũng nên chọn những cái dòng cổ phiếu khỏe này, chọn đúng cái cổ phiếu tốt trong cái ngành đó, và phải quan trọng là mua ở nền giá nhé, hạn chế mua FOMO. Bởi vì đa số các cổ phiếu hiện tại anh chị thấy được là nó cứ nổi lên bên trên nó sẽ test trở lại, bởi vì dòng tiền yếu thì nó sẽ không như trong quá trình uptrend là nó nổ lên bên trên, nó sẽ có thể tiếp tục tích lũy ở cái phần phía trên đi tiếp. Nhưng bây giờ anh chị các bạn nổ lên nó sẽ quay trở lại, nó test rất là sâu và chúng ta mà mua lộ nổ gần như chúng ta sẽ rất là khó ăn. Và anh chị nên mua cổ phiếu khi có một, nó có đạt một trạng thái là test cung hướng lên bên trên thì đó là những cái điểm mua lý tưởng nhất cho anh chị chúng ta, được chưa? Còn cái dòng cổ phiếu hiện tại thì cái điểm mua, cái cổ phiếu để cho chúng ta những điểm mua thì nó sẽ khá là hiếm anh chị nhá, nó sẽ không có nhiều đâu chị ạ, nên cái việc chúng ta chọn lựa cũng phải hết sức là cẩn thận anh chị ạ. Đó, chẳng hạn như bất động sản em thấy con IDG, IDG này cũng nằm con tương đối là tốt anh chị nhá. Đấy, sau khi nó test đáy anh chị ạ, nó test nó nâng đáy liên tục và hiện tại nó có một quá trình cân bằng đây anh chị ạ, nó chỉ cần có hai phiên nữa thôi nó cân bằng được thì rất là tốt. Nhưng với cái thế hiện tại con IDG chị nhá, nó nâng đáy như hiện tại thì em đang thấy được là có thể ngày mai thôi, có thể ngày mai thôi là con IDG này nó sẽ chạy anh chị ạ, rất có thể anh chị ạ, bởi vì ngày hôm nay nó có một trạng thái là test cung hướng lên bên trên rồi chị ạ. Đấy, vô rất là thấp đấy, thì có thể ngày mai thôi là con cổ phiếu IDG này sẽ có một quá trình bật tăng ở cái nền giá số 2 này, và nếu như nó bứt ra khỏi đây chị nhá, nó sẽ bước vào một cái quá trình tăng giá rất là mạnh phía sau chị ạ. Đấy, cái nhịp số 2 thì thông thường nó sẽ tăng rất là mạnh, bởi vì anh chị thấy được cái nhịp xuất phát số 1 nó tốt không, rất là tốt. Đấy, anh chị chú ý con IDG được trong phiên dịch của ngày mai. Hai con cổ phiếu của CSV này cũng là con cổ phiếu cũng tương đối tốt, khi mà anh chị thấy được là nó có cái dòng tiền lớn tham gia ở đây và sau đó nó có những cái phiên giao dịch anh chị đúng không ạ, bắt đầu cái vol nó bắt đầu kiệt dần rồi đấy, và ngày hôm nay là một phiên test cung của nó với vol tương đối thấp đấy, thì có thể ngày mai con này sẽ đi, nhưng mà nó không phải là cái dòng cổ phiếu đang có sóng dòng đấy, thì anh chị em chúng ta có tham gia thì cũng chỉ tham gia một tỷ trọng vừa phải thôi chị nhá. Đấy, rất là cổ phiếu thì nó cũng khá là hiếm thôi. Còn DG ngày hôm nay cũng có một trạng thái test nhưng mà nó hơi yếu chị, nó test lại cái phần đáy phía trước anh chị này, nó test lại cái vùng đáy phía trước đây này. Đấy, thì cái việc test ngày hôm nay thì thanh khoản nó cũng ở mức thấp đúng không ạ, nó cao hơn hôm đó một chút thì nó sẽ có thể mất thêm thời gian, nhưng nó thấp như vậy thì cũng là một điểm tốt rồi, nó có thể đi ngang một vài phiên nữa cho vô nó kiệt thì đó cũng là một điểm để chúng ta có thể cân nhắc được chị nhá. Đấy, hay là dòng cổ phiếu của bất động sản khu công nghiệp thì con SSC này thì em thấy cũng được chị ạ. Đấy, nó đang có quá trình cận đỉnh và nó có quá trình rũ xuống ở đây, sau quá trình rũ thì anh chị thấy được nó đang có quá trình cân bằng đây chị ạ, nó cân bằng một lần test này, hai lần test này, ba lần test này, đấy ba lần test rồi và đang hướng lên bên trên với cái vol ở bên dưới đang thấp thấp dần như vậy, thì đây là những cái điểm cộng, thì có thể trong phiên dịch của ngày mai con này nó cũng sẽ bật tăng nhá. Đấy, SSC thì đang cân bằng được rồi thì có thể ngày mai sẽ bật tăng, đấy anh chị em chúng ta có thể chú ý được. Đấy, còn các cái cổ phiếu khác trong nhóm ngành cổ phiếu của chứng khoán chúng ta thử nhìn qua xem sao nhá. Nhóm ngành cổ phiếu chứng khoán chúng ta nhìn qua bất động sản trước này. Novaland thì ngày hôm nay thì nó có một trạng thái là rút chân lên bên trên, tuy nhiên thì chị thấy được nó vẫn đang có vùng cản ở bên trên khá là cao, thì có thể là con này sẽ gặp phải vùng cản ở khoảng giá 14.14 đến 14.1, có thể ngày mai lên bên trên này và sau đó có thể sẽ test trở lại chị nhá. Anh chị em chúng ta muốn tham gia thì nên đợi quá trình nó test trở lại vùng giá khoảng 13.3 bên dưới này. Đấy, chị nên đợi nó test lại đây thì anh chị em chúng ta xem xét việc tham gia sau. Còn ngày mai nó bật tăng lên thì cũng hạn chế là đua nhá. PR sao? PR thì ngày hôm nay nó cũng có một trạng thái hồi phục hướng lên bên trên và đang chạm về vùng cản đây. Đấy, thì có thể là với vùng cản đó thì ngày mai con này nó sẽ điều chỉnh xuống bên dưới. Đấy, chúng ta phải đợi cho em quá trình nó điều chỉnh lại vùng giá khoảng 12.7. Đấy, nó điều chỉnh lại ra sao sao đó, được chưa? Nó hướng lên bên trên thì chúng ta mới có thể cân nhắc chúng ta mở mua được, được chưa? Chúng ta cũng không nên tham gia quá là sớm đối với con cổ phiếu của PR.
Được chưa? Anh chị chú cho con PR nhá. DG thì đấy anh chị ạ, nó đi ăn theo đúng kịch bản em vẽ đây rồi. Đấy điều chỉnh rồi. Bắt đầu hướng lên bên trên này. Đấy, hướng lên bên trên có một cây nến test cung rồi. Thì có thể ngày mai con DG này sẽ có một trạng thái bật tăng nhá. Nếu như bật tăng lên được thì anh chị em chúng ta có thể cân nhắc để lấy vị thế được nhá. Lấy thấp thôi, bởi vì sau đó nó có thể nó sẽ có trình nó test trở lại. Được chưa? DG thì có thể đấy chị ạ, bởi vì nó test này. Đấy, cái đấy ngày hôm nay là một phiên test cung này. Hướng lên bên trên. Nhà rất dễ ngày mai sẽ bật tăng. NLG thì nó vẫn đang vòng vòng cùng lên thôi, thì cũng khá là đẹp anh chị này. Đấy con này thì nếu như chị muốn tham gia thì phải đợi cho nó có thể là sẽ tích lũy lại lên một vài phiên đây này. Đấy nó sẽ tích lũy ở đây thì chúng ta sẽ tham gia ở đoạn phía sau nhá. Đấy nó có thể sẽ test lại vùng đỉnh ở đây chị này. Đấy thì chú cho em nhá, nó có thể test lại vùng giá khoảng 3-31 đây. Đấy thì chị chú cho em thì chúng ta có thể chú ý ở đoạn phía sau chúng ta tham gia được. Con NLG thì cũng khá là đẹp, được chưa nhá. DG sao? DG thì với em xem rồi đúng không ạ? Sell này, sell thì cũng đang cân bằng đây rồi. Đấy thì bây giờ nó chỉ cần có một điểm xác hướng lên bên trên thôi là sẽ là rất là ok. Bởi vì hiện tại thì con sell đang có trạng thái là vốn đang kiệt dần rồi. Đấy vốn đang kiệt như vậy thì rất là tốt chị nhá. Bây giờ chúng ta chỉ cần một cái phiên là dòng tiền lớn tham gia vào được chưa? Xác nhận hướng lên bên trên để quá trình giúp là thành công thì anh chị có thể mua được ở đây, được chưa? Mua được cái điểm hướng lên bên trên. Đấy bởi vì nó đã xác nhận chỉnh xong rồi thì chúng ta có thể mua được, được chưa? Đấy chúng ta không phải lo điểm lo về cái lo nhá, chúng ta phải lo về cái điểm điểm nổ đoạn phía sau bởi vì nó đã có quá trình nó rũ bỏ xong rồi, được chưa? Nên chị có thể mua nó giống như con cổ phiếu URI ngày xưa đây chị này, nó giống như con cổ phiếu URI ấy. Thì khi nó rũ xong ấy, thì anh chị em chúng ta có thể tham gia được đây, nó giống như đây chị. Đấy khi nó rũ xong rồi chị, đấy nó cân bằng xong đây, thì anh chị có thể tham gia ngay cái điểm hướng lên đầu tiên đây, được chưa? Đấy được chưa? Thì nó an toàn thôi, đấy anh chị em chúng ta phải lo lắng quá được chưa? Về điểm nổ ở đây. Bởi vì nó đã xác nhận quá trình nó chỉnh xong rồi thì nó sẽ khác với quá trình là ở đây chị mua điểm nổ ở đây nó sẽ không an toàn. Đấy, nhưng ở đây nó sẽ khác nhá. Đấy nói chung là bất động sản em vẫn đang thấy khá là ok. Anh chị em chúng ta có thể chú ý được. HDC này, Fit này. Fit đang vòng này thì rất có thể con Fit này ngày mai sẽ bật tăng anh chị nhá. Rồi chúng ta xem qua nhóm ngành chứng khoán này nhỉ. Đây là những cái nhóm ngành trọng tâm. Ở chứng khoán thì chúng ta xem SSD này. SSI thì anh chị thấy được là với một cái việc giảm giá của ngày hôm nay ấy, thanh khoản có thấp thôi nhưng thì khả năng con này sẽ quay về test lại vùng giá khoảng 21 chị nhá. Đấy nó có thể test lại 21 ở cái đáy lần thứ ba. Nếu như lần thứ ba nó test xong nhá còn nó hướng lên thì anh chị em chúng ta cũng có thể tham gia được đối với cổ phiếu của SSI, bởi vì nó rũ 3 lần rồi, nó rũ ở vùng đỉnh này anh chị, nó test lại vùng đỉnh cũ 3 lần mà nó không thủng ấy thì rất có thể nó sẽ tiếp tục bật tăng được. HCM dạ, HCM thì hiện tại cũng đang test về vùng đáy ở vùng giá khoảng 25. Đấy, nhưng mà con này thì em đánh giá là nó hơi yếu chị ạ. Giao dịch của nó hơi yếu và nó đang chạm về vùng cản khá là dày đây. Thì có thể sẽ mất thêm một thời gian nữa chị ạ, để chúng ta có thể tham gia được. MBS thì sau một cái phiên bật tăng của ngày 21 tháng 4 thì ngày hôm nay là có một phiên là no demand 3 với một cái thanh khoản thấp hơn trung bình của hai phiên thì em đánh giá đây cũng là một cái điểm cộng đối với con cổ phiếu của MBS. Đấy, tuy nhiên thì anh chị em chúng ta muốn tham gia thì có thể đợi thêm cho em. Nếu như ngày mai là có một trạng thái là đầu phiên nó giảm xuống và cuối phiên nó rút chân hướng lên bên trên ấy. Thì anh chị em chúng ta có thể xem xét để anh chị em chúng ta lấy cái vị thế trước ở một cái phiên test nhá, một phiên test cung rút chân lên bên trên đối với con cổ phiếu MBS được, thì sau phiên đó có thể nó sẽ có một quá trình nó đi tiếp tục nhá. Đấy MBS thì cũng được, nhưng mà trong nhóm ngành này con cổ phiếu của BSI thì hiện tại nó đang giao dịch với một cái thanh khoản tương đối là cao đây, nên anh chị em chúng ta mà cũng không nên tham gia nhá. Tất nhiên anh chị có cổ phiếu của con BSI mà anh chị có vị thế tốt mua bên dưới nên anh chị có thể giữ được, nhưng anh chị em chúng ta mà mua đu bên trên thì anh chị em chúng ta cũng nên chốt lời ngắn hạn được đối với con cổ phiếu của BSI, vì nó đang dao động tương đối lỏng đây. Với một cổ phiếu rộng lỏng như vậy thì có thể sẽ có một quá trình rũ bỏ phía sau nếu như nó không xiết được nền giá nhá. Đấy nên chị phải chú ý cổ phiếu của BSI trong ngắn hạn nó có thể sẽ có quá trình điều chỉnh phía sau. Thì đấy, đấy em đang xem qua một số cái cổ phiếu, tất nhiên trong một cái giới hạn video thì em cũng không thể xem hết được. Anh chị em chúng ta có những cái mã cổ phiếu nào quan tâm thì anh chị có thể để bên dưới phần comment, em sẽ hỗ trợ anh chị em chúng ta giải đáp nhá. Và anh chị muốn tham gia với dung khách hàng của em thì chị có thể liên hệ theo số điện thoại bên dưới cái phần video, và chị có tài khoản tại VPS hoặc là TCBS cái ID của em, hoặc là anh chị có thể tham gia dưới hình thức dùng thu phí. Thì khi mà có những cổ phiếu đạt tiêu chí thì em sẽ báo với anh chị em chúng ta, có thể ngày mai nếu thị trường của chúng ta đạt một cái tiêu chí mua nào đó thì em cũng sẽ báo với anh chị em chúng ta sớm nhất anh chị nhá. Nên chị vào sớm thì chúng ta sẽ có những cái mã cổ phiếu để mua sớm, chúng ta sẽ lên tàu sớm chứ không phải là chúng ta lên tàu muộn để chúng ta lại gặp phải một cái tình trạng là đu đi nhá. Và anh chị nhớ bỏ một chút thời gian ra để like video cũng như đăng ký kênh để ủng hộ cho những cái chia sẻ của em. Cảm ơn chị đã lắng nghe video của em. Hẹn gặp lại chị trong những cái video tiếp theo.